Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhỏ tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Lời chào trân trọng nhất là từ thiện ở bảy, trao phần quà của A Tiên ở Hoa Kỳ hỗ trợ cho người thất nghiệp khó khăn. Dương Hậu cảm ơn, chúc em nhiều sức khỏe. Số điện thoại Dương Hậu 0909098469. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.